Dạ, em xin chào tất cả các bác yêu Lan trong phiên buổi sáng ngày hôm nay ngày 4 tháng 6 năm 2021. Em lại tiếp tục cập nhật thêm nhiều mặt hàng mới và có rất là nhiều mặt hàng giảm giá trong phiên buổi ngày hôm nay. Hai số điện thoại đặt hàng 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển nhé. Nhà em thì cũng làm cước khá là rẻ rồi. Có rất là nhiều mặt hàng đang nụ, đang hoa và cũng đang rất là nhiều mầm, nhiều chồi lên nhé. Và sau đây thì em xin điểm qua luôn những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay ạ, để các bác có thể đặt hàng. Mặt hàng đầu tiên vừa cập bến rất là nóng hổi mà nằm trong top những dòng hàng cực kỳ được các bác quan tâm, đó chính là Đai Châu Hồng Cánh Sen hay là Đai Châu Hồng Mỹ Nhân nhá. Dòng này thì là hoa của nó màu chuẩn màu. Trong tất cả những dòng Đai Châu Thái thì dòng này là cái dòng hàng mà hoa màu VIP nhất, đẹp nhất. Cây hôm nay thì nó to tương đương với cái cây hàng chậu gỗ hôm trước em bán mà nó còn to hơn đấy ạ. Bản lá còn to hơn và giá ngày hôm nay cực kỳ là mềm. Các bác mua Đai Châu Hồng Cánh Sen khẳng định các bác là lô đợt này các bác chưa mua được lô nào ưu đãi như ngày hôm nay luôn. Bởi vì nhập được từ nhà vườn này người ta bán xuất ra cái lô hàng này giá nó cực kỳ là mềm mại. Em bán một cây hồng cánh sen với giá 240.000. Nếu như hôm trước các bác mua hàng chậu gỗ ấy, một chậu gỗ cây chưa chắc đã to như thế này đã là 350. Hôm nay chỉ 240 các bác sở hữu một màu Đai Châu VIP của Đai Châu Thái. Đấy, cây của nó cũng khá là nhiều cặp lá các bác nhé. Đây, cây rất là đẹp. 240.000 đồng một cây. Và hôm nay các bác mua mua 3 cây loại Đai Châu Hồng Cánh Sen VIP này, em sẽ bao phí ship cho các bác nhé. 3 cây cánh sen VIP là bao ship, còn một cây là 240. Đấy. Nói chung là lô đợt này rất là đẹp. Nếu như giá so với loại chậu gỗ kia 350 thì nó giảm hẳn 101. Mà cây của nó to tương đương, thậm chí là to hơn cái loại 350 vừa rồi. Bởi vì em không còn cái cây loại 350 ở đây để so sánh cho các bác, nhưng khẳng định là cái lô hàng này vừa to lại vừa rẻ nhá. Số lượng có hạn thôi, có tầm 30 cây thôi ạ. Em về một cái dòng siêu phẩm, đó chính là dòng Phi Điệp Huyết Long Đỏ các bác nhá. Dòng này thì mặt hoa của nó màu đỏ đậm và rất là sai kỳ. Đấy, vừa rồi thì cũng đã sổ hoa tại vườn rồi và bây giờ vườn người ta chăm đạt quá này, lên ki cho các bác trên thân rất là nhiều. Đây các bác có thể cắt từng cái ki này ra bởi vì rễ nó lên rất là khỏe. Cắt ki ra ươm bật từng chậu hoặc có thể là cắt cả nguyên cả một cái khúc ki này và ghép lên một cái bảng dớn. Khi mà cây phát triển dài sẽ tạo ra một giò cụm đẹp. Mỗi cốc Phi Điệp Huyết Long Đỏ này em bán với giá là 240.000 đồng một chậu nhá. Nói chung là chậu nào cũng có mầm gốc và cũng có ki trên thân. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là cái lô hàng rất là xịn sò, đặc biệt hơn là dòng này hàng hoa sưu tầm. Em có về một loại dòng mới nhá. Dòng này thuộc dòng hàng của Đài Loan, 5 cánh trắng lưỡi nhung nhá. Hàng hiện tại thì có một mầm gốc đang đi rất là dài và có một thân. Thân vừa rồi cũng đã ra hoa, chuẩn mãn hoa cho các bác ạ. Em sẽ đính kèm cho mọi người mãn hoa. Hàng 5 cánh trắng lưỡi nhung này, họng nhung này thì em bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhá. 200.000 đồng một chậu. Hoa của nó rất là sai và rất là thơm. Đen rũ mắt đen, một dòng hàng ra hoa vào dịp mùa xuân. Nở hoa thì cực kỳ là sai hoa, thích nghi với mọi khí hậu Bắc Trung Nam. Riêng dòng này thì nhà em hôm nay về cái lô hàng cây rất là mướt đẹp, chậu siêu nhiều thân và 100% là hàng thân tơ nhé. Những cái hàng này các bác chỉ cần mua thời điểm cách đây gần Tết thôi thì một chậu này giá trị bán ra phải từ 500.000 đến 550.000. Hôm nay thì em lấy từ một vườn người ta xuất bán với giá siêu mềm mại, với giá chỉ có 350.000. Các bác sở hữu một chậu đen rũ mắt to, rất là nhiều thân mập mà cây cao các bác nhé. Hàng ươm ki chuẩn hoa, 350.000 một chậu ạ. Em về hơn 50 chậu, bây giờ chỉ còn gần chục chậu thôi. Các bác nhanh tay để tránh hết hàng. Cát trắng kim cương, đây là cái dòng cát mới về của nhà em ngày hôm nay nhé. Một chậu của nó là chậu to, chậu bự và siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. Đấy, dòng này hoa cát một lá, bông to và hoa rất là thơm. Em bán một giò này với giá 230.000. Bản lá to, thân mập đẹp. Đây, lấy tạm cho bác một cái giò để các bác xem hình dung một cái loại này nhé. Hàng này số lượng em có hạn nên các bác nhanh tay chốt đơn sớm. Chỉ sợ là lúc hết hàng rồi các bác muốn mua thì cũng lại không có hàng ạ. Hàng này thị trường đang bán ra từ 300.000 nhá, khoảng 300.000 một chậu. Nhà em bán với mọi người với giá 230 thôi, một chậu cát bự siêu bự này. Tiếp theo Đai Châu Thái ạ. Tiếp đến là những mặt hàng em giảm giá này. Đai Châu Thái cây to nhiều cặp lá. Đó, những cái cây to này giá bình thường em bán là 200.000 đồng một cây đúng không? Ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác với giá chỉ có 180.000 đồng một cây thôi ạ.
Và các bác mua 2 cây sẽ là 350.000 được một cặp tai trâu này. Giá hôm nay được giảm giá nhé. Tức là em cũng đã lựa đi một số cho khách hàng rồi, nhưng bây giờ tầm khoảng còn hơn chục cây thì em sale cho mọi người giá rẻ luôn. Đấy, hàng Thái thì nó hoa của nó nhiều màu khác nhau và không phân biệt được màu hoa nhé. Những cốc trầm 6 mắt thân nù, và loại này thì hoa của nó là dòng mắt đậm. Đấy, những cái cốc này là cốc làm giống nhá. Hôm trước thì có một cái bông hoa bói ở đây này, bông hoa của nó rất là đậm đà, nhưng mà do nó vừa tàn hoa mất rồi nên các bác về lấy những cốc về làm giống này. Em bán 160.000 đồng một cốc trầm thân nù 6 mắt. Trầm này là trầm 6 mắt đậm và thân nó còn thân phình nù. Đấy. Hàng nhạn tháng 4 ạ. Hôm nay thì em về nó số lượng nó hơi khiêm tốn một chút. Em đặt cũng rất là nhiều ấy, nhưng mà năm nay phải nói là dòng hoàng nhạn nó rất là hiếm các bác ơi. Về có tầm hẳn hơn 2 cân thôi, không có nhiều các bác ạ. Đấy, hoàng nhạn tháng 4 này nó có cả cây to, cây vừa và cây nhỏ các bác nhé. Lưu ý là dòng tháng 4 thì bây giờ đã qua mùa hoa rồi. Đấy, nở hoa rồi. Còn bây giờ các bác thắc mắc là tại sao hoàng nhạn bây giờ đang nhú vòi, đó chính là dòng tháng 8 các bác nhé. Hoàng tháng 8 thì bây giờ mới nhú vòi, còn tháng 4 thì bây giờ đã ra hoa. Đấy, loại này thì em bán 550.000 một cân và 50.000 một lạng, số lượng có hạn. Tiếp theo đó chính là hải yến lá xếp. Trời đất ơi, hôm nay về cái lô này nó tươi này. Nó tươi mà lá nó xếp rất là đẹp luôn này mọi người này. Hải yến em bán là 150.000 một cân và 50.000 một bó nhé. Hải yến lá xếp, cây xanh mướt đẹp. Bổ sung vào cái bộ sưu tập các bác đó chính là kiều tím miền Trung, hàng thân lùn. Đấy, hôm nay lại về thêm một lô, lâu lắm rồi mới về này. Vừa tàn hoa đây, cái cuống của nó tím đậm này. Đấy, thân lùn các bác nhá. Thân lùn này các bác mua thì sẽ được rất là dôi, rất là nhiều lá. Hoàng thân vừa và thân lùn kiều tím này thì em bán với giá là 350.000 một cân và 50.000 một bó nhá. 50.000 một bó và 350.000 một cân kiều tím miền Trung các bác nhá. Hàng mới về hôm nay đây ạ. Táng hương Sóc Lào hàng lá xếp nhé. Táng hương Sóc Lào lá xếp 140.000 đồng một cân. Cây hôm nay rất là to, đều nhau. Dòng này bông hoa của nó thành từng chùm, hoa màu tím rất là đẹp. Thân thủy tiên về có tầm khoảng hơn 2 cân này, thân rất là mập đẹp, hành to. 200.000 đồng một cân sơn thủy tiên hàng rừng. Hôm nay thì trong lô có mấy cái rễ hương vani khá là đẹp, em giao lưu với các bác. Về các bác gieo những cái hàng hương vani này nguyên một rễ, các bác ghép nó dễ dàng hơn, đặc biệt là hoa của nó thơm, hương như vị vani nhá. Em có gọi đây là hình số 1 hương vani này. Hình này em bán 200.000 một rễ to, dài. Đấy, đang xuống lá một số cây thì đang chuẩn bị hoa. Tiếp theo đây là hình số 2 này. Hình số 2 em bán là 140.000 nguyên rề nhé, hương vani nguyên rề thì rất là thi thoảng mới có. Em bán cho mọi người nguyên rề ghép nó dễ hơn. Hình số 2, 140. Em qua mã số 3. Hình này thì gồm một vài khóm liên kết với nhau. Đấy, nó cũng không phải khóm nhỏ vụn đâu, nhưng mà cũng khá là nhiều, 100.000 cái bó này, nguyên một bó hương vani. Đấy, thân cũng khá là mập này, 130. Và cuối cùng là hình số 4 này, 130.000. À, hình số 3, 100 thôi. Hình số 4 này là 130.000 nhá. Cái này em buộc túm lại đấy ạ. Nó cũng gồm 3-4 rề thì ghép lại với nhau. Đấy, hương vani rất là thơm và sai hoa nhé. Tai trâu lá mít lá ngắn này vừa mới về này. Hôm nay thì em về cái hàng này số lượng nó nhiều, và thứ hai là được cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn nhá các bác nhá. Số lượng cây trong một cân thì nó sẽ dao động tầm khoảng là từ 8, từ 7, 8 đến 15, 16 cây một cân. Đấy, tùy độ to nhỏ nhá các bác nhá. Hàng lá ngắn mà nhiều cây bản lá rất là to và đẹp. Đấy, lá xếp, lá ngắn này đẹp cực kỳ luôn cái lô hàng này. Và nếu như thời điểm gần Tết các bác phải mua một cân tai trâu mít này với giá từ 750 đến 800.000 một cân. Hôm nay em để cho mọi người với giá cực kỳ là sốc, chỉ có 530.000 đồng một cân lá mít rụt. Và loại này thì giá này thì như các bác mua hàng thường luôn. Đấy, giá hàng mít mà như mua là giá hàng thường các bác nhé. Cây hôm nay này, tổng thể cái lô này, các bác đặt số lượng tầm mấy cây hoặc là tầm khoảng bao nhiêu cây một cân thì chỉ cần comment cho em xin số điện thoại thôi, bên em sẽ nhặt đơn lựa theo cái yêu cầu của các bác nhé. Có thể mua tầm 3 lạng nửa cân tùy thích nhá các bác nhá. Đấy, cái lô hàng vừa mới về rất là xịn sò và đẹp luôn ạ. Là hoàng thảo tích tụ này, hàng siêu nhiều mầm lên nhá. Loại này cây của nó mập đẹp và mầm gốc lên rất là khỏe luôn. Tích tụ này em bán là 150.000 một cân và 50.000 một bó. Đấy, hàng cây thắt ngọn khỏe rồi. Bên đây là dáng hương đuôi trồn trắng, hàng cây giống. Hàng cây giống này thì em bán là 150.000 một cân. Cây giống là cây nó nhỏ nhỏ siêu xíu này này, về được rất là nhiều mầm. Hoàng thảo đùi gà dẹt này. À, đùi gà dẹt hay là đùi gà dẹt, ừ đúng rồi, đùi gà dẹt rất là tươi đẹp. 220.000 một cân. Có chỗ này thì chắc nó tầm hơn nửa cân thôi các bác ạ. Đấy, lô này rất là đẹp.
giá hương đuôi cáo thanh lý 150 một cân. Nó sẽ mất nước nhá. Dòng này nó mất nước và thứ hai là nó có thể là nó sẽ hơi sứt sát lá một tí này. Đấy, cũng cây lá xếp. Giá cũ em bán hơn 200-250 đấy. Hôm nay bán thanh lý 150 rồi. Còn nhiều lắm. Tại cáo tí em quay ở bên kia. Còn đây là sóc Lào này, còn tầm gần 1 cân, 100.000 đồng một cân dáng hương sóc Lào. Đấy, 100.000 đồng một cân sóc Lào nhá. Phi điệp vàng cũng thanh lý với giá là 100.000 đồng một cân. 100.000 đồng một cân. Hoàng thảo trinh bạch ạ. Dòng này hoa của nó màu trắng và cái lưỡi của nó màu hồng xoắn, 100.000 đồng một cân. Tiếp theo đó chính là đây là gì nhỉ? Hoàng thảo môi tua. Cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng rồi, khô ráo sạch sẽ luôn, gửi đi an toàn luôn. 100.000 đồng một cân, hoàng thảo môi tua, hoa màu vàng. Hoàng thảo trúc đen ạ, hoa của nó màu vàng cánh sáp, hoa rất là thơm. Miền Nam thì rất là ưa chuộng, trúc đen vùng Tây Bắc nên lá của nó rất là tươi và đẹp nhá. Trúc đen vùng Lào thì nó hơi mất nước một chút. Loại này thì em bán là 200.000 đồng một cân hoàng thảo trúc đen. Đây là dáng hương đuôi cáo đang thanh lý đấy ạ. 150.000 một cân. Hương vani Tây Bắc vừa mới về, xanh mướt đẹp, 200.000 đồng một cân hương vani. 200.000 đồng một cân, hàng dài, hoa rất là thơm. Kiếm hồng hoàng ạ. Kiếm hồng hoàng 130.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Kiếm hồng hoàng em còn ít cái long tu sơn hàng giống này. Hàng giống long tu sơn này em bán 220 một cân, 220.000. Nó ngăn ngắn, nó cũng đang lên bật mầm. Nó khô khô về các bác ghép nó dễ sống, chứ còn nếu mà tươi quá về sợ là nó bị hư mầm gốc ấy. Em có khoảng 1 cân kiều vàng, à kiều này cũng là kiều vàng và kiều vuông mỡ gà của Tây Bắc này. Thân nó vuông. Đấy, loại này em bán 180.000 một cân. Và đây là hoàng thảo trúc ngọc, 250.000 một cân và 50.000 một bó. Hàng nhẹ, hôm nay về có ít thôi. Cây của nó đang mập gốc rất là đẹp và loại này thơm, hoa thơm cực kỳ. Nức mũi luôn đấy ạ. Long tu đá hoa trắng ạ. 100.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Đấy, chỗ này là một khoảng có tầm khoảng 7 nạng thôi, 7-8 nạng. Hoàng thảo Thái Bình thân mập đẹp và đang rất là nhiều mầm gốc lên, 150.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Cập bến một cái lô hàng siêu VIP, đó chính là dòng trầm siêu nụ các bác nhá. Dòng trầm siêu nụ này thực tế thì nó có rất là nhiều những mặt bông khác nhau. Đây sẽ điểm qua một số các bác một số những mặt bông này. Khuôn bông của nó nhiều cây cánh tròn bầu rất là đẹp. Đấy ạ. Có cây thì tím phớt, có cây thì màu hồng phớt, có cây thì màu tím đậm. Đây ạ, trầm siêu nụ, cái dòng này thì em bán cho mọi người với giá là 220.000 đồng một chậu nhé. Đây, chậu sẽ có từ 1 đến 2 thân, tùy từng chậu. Chậu 1 thân thì thân nó dài hơn, chậu 2 thân thì nó thấp hơn. Những cây chưa nụ thì em không rõ mặt hoa, nhưng những cây mà đã sổ bông ấy thì các bác muốn lấy theo cái kiểu nào thì em nhặt cho các bác kiểu đấy. 220.000 đồng một chậu trầm siêu nụ nhé. Hoặc là tối em sẽ livestream các bác nhìn nó kỹ tình trạng hơn. Em giao lưu các bác một chậu phi điệp hòa bình, hàng vừa mới nở hoa này. Đây, khuôn bông của nó đây, rất là đẹp, cánh bầu tròn. Đấy, mới nở hoa trúng chím nhá, chưa nở hết. Đấy, cái này nó rất là nhiều sai bông, đây là hàng rừng luôn các bác nhá. Khi nở hoa thì thân của nó sẽ hơi teo một chút. Đây ạ, mầm gốc của nó thì cũng rất là nhiều, mầm gốc đang mọc lên. Một chậu hàng rừng chi điệp này đang trồng trong một cái chậu gỗ. Về các bác có thể là cho sang chậu khác. Đấy, cái chậu này em giao lưu với các bác là giá là 330.000 một chậu nhá. Mặt hoa đẹp xuất sắc. Cửu Bảo Tiên Lavanda em đang bán giảm giá cho các bác 150.000 một cây. Giá cũ một cây này em bán là 230.000 đấy ạ. Đấy, nói chung là cây cũng nhiều cặp lá, chẳng qua nó bị rụng một hai cái lá gốc ở dưới thôi. Cây vẫn đẹp nhé mọi người nhé. Dòng này thì bông rất là to, sai hoa. Hàng này không thể chê một chút nào luôn. Kiều Vương Lộc Bắc vừa mới về. Đây là một cái dòng kiều vương rất là nổi tiếng của vùng Di Linh Lâm Đồng. Hôm nay thì em lên cho mọi người những cái chậu này, nó khá là mềm mại với giá tiền. Nếu các bác mua vào thời điểm gần Tết thì một cái cây này, một chậu này giá trị nó phải từ 400-500.000 trở lên cơ. Đấy, tùy từng độ to nhỏ, tùy từng chậu. Và hôm nay cái chậu này thì em thấy nhà vườn người ta thuần cũng rất là xanh mướt rồi, nhưng mà người ta cũng đã xuất đi cho các bác. Và em nhập được lô này khá mà mềm mại. Dòng này nó khác cái dòng kiều vuông thông thường, nó chính là vòi hoan thì nó rất là dài. Và đặc biệt hơn ấy, nếu mà cái dòng này thực tế, nếu mà chuẩn nhất là nó sẽ nở vào Tết. Trong miền Nam thì nở chuẩn Tết, còn miền Bắc mình thì nhớ thật nhiều khi nó phụ thuộc cả vào khí hậu nữa. Nên có thể là nó sẽ không được chuẩn chỉnh bằng. Nhưng dòng này thì thân cực kỳ là mập này, vòi hoa thì rất là dài, thành từng chùm. Đấy,
Em sẽ lên chi tiết thành từng chậu nhá. Em chỉ có 20 giò nhưng cũng có khách đặt 4 giò rồi, thì hôm nay em còn 16 giò em giao lưu các bác. Mỗi giò em sẽ đánh thành từng mã hình, và các bác đặt hàng thì vui lòng là đọc cho em từng mã hình cho em nhé. Hàng kiểu là bác hôm nay thì giá siêu rẻ luôn. Đấy, những cái chậu cực kỳ là nhiều thân tơ, hàng siêu rẻ các bác. Ưng được cái giò nào các bác đọc cho em nhé. K2, giò này to hơn. Cũng nhiều thân tơ này, giò to này. 380.000 thôi. Giò K2 380. Tiếp theo mã K3. K3 là 350.000. Đấy, giò K3 350 này. Mầm gốc lên rất là nhiều nhá, nhiều thân tơ. Thực ra thì cái dòng kiều này thì nó ra hoa xong thì nó thành thân già, nhưng mà nó sẽ nuôi dưỡng những cái mầm gốc phía dưới nhá. Giò K3 350 này. Mã K5 370.000. Đấy, mã K5 cũng là một giò rất là to bự này. Mầm gốc nó mọc nhiều ở phía dưới này. Đấy, đẹp chưa? 370.000, đây là mã K5. Chậu to chậu bự nhá. Đây là K5. Đấy, 370. Mã K6. Giò này thì nó có cả kiều vuông lộc bắc và kiều vàng. Đấy, có vài nhánh kiều vàng này. Vài nhánh kiều vàng đang lên mà cũng nhiều mắt nụ lắm ạ. Đây có tầm 2-3 nhánh gì đó ở đây. Ở đây, còn đâu là đa phần là kiều lộc bắc đây. Đấy. Đấy, giò này cũng rất là đặc biệt, hai loại kiều trong một chậu, to bự. Đấy, giò rất là to. Giò này 380.000 nhé. Đây là K6 nhé. Giò hỗn hợp. Đấy, giò này giò hỗn hợp này, 380.000. K7 300.000. Nhiều thân tơ, nó chỉ nhỏ hơn một chút xíu thôi, 300.000 K7. K9 330.000. Đấy, nhiều thân tơ chưa, 330.000. Mã K10 350.000. Rất là nhiều thân tơ đang nhú lên, cực kỳ là nhiều. Em sẽ đính kèm mọi người cái màn hoa của kiều lộc bắc nhé. Mã K11 ạ. Đây là mã K11. 350.000. Đây ạ, mã K11 đây ạ, 350.000. Đó, nhiều thân tơ lắm ạ. Em không có thời gian em đếm hết từng thân cho mọi người được. K12 350.000. Đấy, tổng thể đây, cái lô hàng này rất là xịn sò luôn, 350 K12. K13 cũng 350, giò này toàn thân tơ này. Giò này hầu như cắt bỏ thân già cũng nhiều và để lại là rất là nhiều thân tơ đang nhú lên. 350.000. K14 370.000. Đây ạ, giò này 370 này. Nhiều thân nhá các bác nhá, 370.000 cái giò này. Đấy, thân mầm gốc lên rất là nhiều nhá các bác nhá. Mầm gốc này nó đang nhú này. Đấy, 370. Đây là K14. K15 350. Tiếp đến đùi gà trắng nhé các bác nhé. Đùi gà trắng là cái hôm vừa rồi là em lấy về là khi nó đang hoa, chuẩn hoa, nhưng mà do lấy về số lượng nhiều nên em cũng để vườn một chút để làm giống nữa. Hôm nay thì em còn, tại vì cũng có một số bác có nhu cầu hỏi nên hôm nay em bỏ ra một số những cái hàng để em bán cho mọi người. Và đây ạ, em tách ra là tách từ những cái dề này. Đợt trước là có mặt hoa và đã tàn hoa. Em bảo hành 100% là hàng đùi gà trắng đột biến. Loại này thì so với dòng gà thông thường là hoa rất là thơm, hoa thơm cực kỳ. Đấy, loại này thì đợt vừa rồi bán lẻ ra, nếu mà bán lẻ 1 cân là 5 triệu 1 cân, tức là 500 nghìn một lạng. Hôm nay nếu mà cái hàng phần nhỏ này thì em sẽ chia tách thành từng dề nhỏ. Còn nếu mà các bác nào muốn có điều kiện ấy, mình có điều kiện mà mình lấy cả cái dề to này mà nó nhiều mầm này, thì em tính cho mọi người với giá chỉ có 3.8 triệu một cân thôi. Đấy, 380.000 một lạng nhá, nếu mà lấy cả dề to. Còn nếu mà lấy lẻ là 500.000 một lạng. Đấy, gà trắng này, bởi vì có bác, một số bác ấy thích cái hàng khủng, hàng bự này. Mà cái hàng này chính ra đang lên mầm nó dài như thế này ấy, tách ra nó rất là khó, và thứ hai là nó ảnh hưởng đến cây. Đấy, dề toàn thân tơ là nhiều thôi, ít thân già lắm ạ. Còn đây là những cái khóm vừa vừa nhỏ nhỏ ạ. Em sẽ chia thành từng hình và em sẽ để đọc cho mọi người nhé. Đấy, ví dụ như là cái dề này. Đây ạ, dề này là G9 này. G9 một cái dề này em bán 400.000. Đấy, đang có mầm gốc dài này. Đấy, có 2, 4, 6, 8, 9 thân, cả dài cả ngắn. Đấy, 400.000 nhé, hàng sưu tầm. Tiếp theo đây là G14, 450.000. Đây ạ, ủi dồi ôi, dễ lên rất là khỏe này các bác này. Đấy, dễ đẹp chưa. Đấy, em thuần ở vườn đấy, 2, 4, 6, 8, 10 thân. Loại này 450.000. Đây là hình G14 nhá, mầm gốc lên rất là khỏe. Tiếp theo đó chính là G này là G11, 380. 380 là có một dề gà đột biến đẹp rồi. Đấy,
Đây siêu nhiều mầm gốc đang lên, ít nhất là 4 cái mầm gốc đang lên lên rễ rồi này. 2 4 6 8. Đấy ạ, đây là G11 380.000. Tiếp theo là G14 300. G14 300.000. 2 4 6 thân. Và đây ạ, đang có hai cái mầm gốc rất là dài. Thân tơ. Hàng ngày thơm, hoa thơm hơn cả rừng nhé. G13 300.000. 2 4 6 7 thân 300.000. Đây là G13 300 này. Đấy, một khóm đã có một khóm đẹp rồi. Gà đột biến này. Tiếp theo là G12 200.000. 3 thân và đang có một mầm 200.000. G12. Tiếp nữa là G15 150, 2 thân và một mầm gốc 150.000. Đây, cái này cũng đang bật thêm một mầm nữa này. G10 240.000, 3 thân, một mầm này. Đang lên rễ này, 3 thân này. Đấy. Tiếp theo là G16 200.000. 200.000 gồm 2 4 5, 5 thân, 2 mầm gốc này. G16 có 200.000. Tiếp nữa là G1 350.000. 2 4 6 8 thân. Và đây 5 mầm gốc đang nhú và rất là nhiều rễ non đang lên. 350 G1 này. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ là giá còn rẻ hơn, giảm hơn lúc mà đầu em nhập về đấy ạ. Tiếp nữa đó chính là G2 480.000. Cái này là nguyên một rễ to 480 này. Siêu nhiều mầm gốc lên này. Đấy. Để thuần một thời gian mà đã lên rất là khỏe, 4 này, 6 này, 8, 10 thân. Rễ này 10 thân. 480. Rất là nhiều mầm gốc nhá. Nhiều mầm gốc lắm ạ. Nguyên rễ và rễ nó lên rất là non, khỏe. Tiếp theo nữa đó chính là G3 380.000. 2 4 6 8 10. 6 4 6 8 à 9 thân thôi. Nhưng mà mầm gốc cũng nhiều. Đấy, đang lên mầm gốc này, có những mầm gốc nó mới nhú nhú này các bác này. Mới nhú các bác nhá. Cái rễ này em bán là 380 này. 380 đây là G3. Tiếp theo nữa đó chính là G17 200, một mầm, hai mầm. 3 mầm gốc, 3 thân, 200.000. Có cả kỳ trên thân luôn này. Đấy. Quá rẻ đối với một cái mầm gà, mọi người sưu tầm chỉ cần lấy một cái mầm nhỏ nhỏ thôi nhá. Đấy, tiếp nữa đó chính là G6 400. Đấy, cái này thì cũng nhiều mầm, hai mầm dài lên này. 2 4 6 8 thân, cả dài cả ngắn. Đây ạ, những cái mầm nhú nhú này nó đang chuẩn bị nhú lên. Đấy, lấy những cái nhú nhỏ nhỏ thì nó an toàn khi vận chuyển hơn. Tiếp theo nữa đó chính là G5 480. 1 2 3 mầm nhìn thấy này. Cả những cái mầm nhỏ đang chuẩn bị bật này. Đấy. Đấy, cái này có là ki ở trên thân luôn. Đấy, đây là 480, đây là G5. Đấy, một bụi luôn. Tiếp theo nữa đó chính là G4 400.000. 2 4 6 7 thân và 3 mầm gốc này, 700. À 400.000 G4. G7 270.000. 2 4 5 thân và 1 2 3 4 mầm gốc. Tạm thời đang nhìn thấy 4 mầm gốc. G8 280.000. 5 thân và đây cũng 2 mầm gốc này. Hiện tại đang thấy 2 mầm gốc này. Và cuối cùng đó chính là G9 380. Cái rễ này cũng siêu nhiều mầm gốc luôn. Nhiều lắm. Đấy ạ. Đây, một cái rễ nhỏ xinh này. Các bác biết một cái chậu này em thuần lên ấy, mà đến lúc mà em lấy không còn hàng, mà em lấy từ vườn khác ấy, bán ra phải 650. Một cái khóm ví dụ 380 này mà cho lên chậu lại bán ra phải 650.000 rồi. Đấy, có cả những cái rễ bự này nhá. Rễ bự nó to thì em bán cho mọi người với giá là 380 một lạng. Ví dụ cân loại này là 3 lạng hay là 4 5 lạng gì đó thì em cứ tính tiền lên cho mọi người. Đấy, em lên cho mọi người một số những chậu bà liễu xưa, hàng chậu to nhá, chậu si to này thì cây của nó già dặn hơn, nó già đời hơn. Còn lại cốc nhỏ nó tầm một gang tay đã là 80.000 rồi. Cây này thì có một số cây nó đang nhú vòi, một số cây thì chưa. Nhưng riêng dòng Dendro này hoa nó thơm. Dòng bà liễu xưa này dòng rất là nổi tiếng, hoa thơm và rất là sai hoa. Loại này thì hoa có quanh năm nhá các bác nhá. Đấy, hoa của nó thì nó nở không chỉ ở trên đầu ngọn mà nó còn nở xung quanh. À, em sẽ đi từng chậu như sau. Đây là chậu số 1 này. Chậu số 1 gồm có cái này là ghép từ hai chậu nhỏ vào với nhau đấy các bạn. Đấy, đây là một chậu đang lên một mầm rất là đẹp này. Đây là thân hoa này. Thân hoa này thì mới đang chuẩn bị thắt ngọn thôi. Chưa ra hoa, hai thân này. Đấy. Thân thứ hai thì chậu này có một thân này ra hoa ở đây rồi và mắt nụ ở đây chuẩn bị sưng này.
Mắt nội đây chuẩn bị sưng lên nhá. Nó ra hoa đây, nó ra hoa còn những cái khe này, kẽ này cơ. Đấy, thân này cũng thân hoa đang lên này. Đấy, chậu này tính ra là hai chậu nhỏ gộp vào đấy ạ. Em bán 350 chậu này nhá. Chậu số 1 này 350.000. Đang hai mầm rất là lực khỏe này. Tiếp theo chậu số 2. Chậu này thì có một thân này. Đấy, nó ra vòi hoa đây, còn đâu những cái vòi cần ở dưới nó sẽ ra hoa sau nhá. Đấy, đây là đây ạ. Thân thứ hai. Đây là thân này đang lên mầm này. Đấy, chậu này bán giao lưu các bác 250. Tết giò này lúc mà em nhập đăng hoa nó về từ 350 rồi này, bán ra 350 đấy. Đấy, giò này hôm nay em bán cho mình 250.000. Đây là chậu thứ hai. Chậu số 3 này to đẹp hơn và đang có 3 ngọn hoa. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, thân này thân tơ chưa ra hoa lần nào, với ra lần đầu tiên thôi. Đấy các bác nhìn này, nó lên hoa ở trên đầu ngọn này nhưng mà nó lại tiếp tục ra hoa ở những cái nách này nữa, nên là không phải là ra hoa xong nó không có ra hoa nữa đâu nhá. Hai vòi hoa. Giò này đang rất là đẹp. Đấy, giò này thì có 3 thân. Cao đẹp và đang 3 vòi hoa này. Đấy, giò này em bán cho mọi người với giá là 340.000. 340.000. Đấy. 3 thân. Cây của nó rất là lực khỏe, dễ này. Đấy, bám rất là khỏe. Và cuối cùng là chậu số 4 ạ. Chậu số 4 thì có, nó cũng ghép từ hai chậu nhỏ vào, nhưng thân của nó hơi mất lá gốc một tí. Đấy. Giò này em bán 260 nhá. 260.000 cái giò này. Đấy, giò này 260.000 này. Từ hai chậu nhỏ ghép vào, mầm gốc đang lên rất là lực. 260.000. Hàng thảo tím Huế á, dòng này hoa của nó thì rất là sai hoa và bảng của nó toàn thân tơ, đang lên rất là nhiều mầm này. Mỗi bảng hoàng thảo tím Huế này em bán 150.000 đồng một bảng nhá. 150 một hoàng thảo tím Huế. Hoa đẹp. Chấm nét tơ 5 cánh trắng ạ. À quên, chấm nét tơ đỏ nhá. Dòng này là chấm nét tơ đỏ, hoa của nó màu đỏ đậm và rất là thơm. Một bảng nhiều thân này hôm nay cũng sale với giá 150, giá cũ là 178 ạ. Em còn vài bảng, một bảng nhiều thân. Vũ nữ thì em hiện tại có vũ nữ bạch ngọc này, hoa màu trắng này, một chậu cũng nhiều thân này. Em bán là 150.000 một chậu vũ nữ bạch ngọc, có những cây còn đang có nụ hoa, có vòi hoa cơ. Và dòng bên đây là vũ nữ sô cô la hoa thơm, hoa của nó màu sô cô la và một số cây cũng đang có ngồng. Đấy, gửi đi thì em sẽ lựa bác những cái chậu đẹp nhé, còn ngồng thì có thể là ưu tiên những khách mà đến nhà lấy thôi, tại vì hồng gửi xi xa ấy, cũng hơi hên xui. Nhưng nếu các bác cũng thích hàng ngồng thì em nhặt cho các bác hàng ngồng, có cả hàng ngồng và hàng không ngồng. Bụi nó cũng nhiều thân nhá. Đây, bụi nó cũng nhiều thân. Sô cô la hoa rất là thơm. Giá em bán là 150.000. Hoàng nhạn Indo, hoa thơm và dòng này thì cây của nó nhiều cặp lá này, những cây lá xếp này. Lô đợt này về em đã bán tri ân ngay từ lúc về rồi, với giá 150.000 thôi. Giá cũ của nó phải 200.000 một cây. Đây là dòng hoàng nhạn Indo nhá. 150.000 một chậu. Tiếp đến là những cây quế tháng 4, hàng của Thái. Và hoàng này hoa của nó màu trắng, có điểm thêm một chút màu tím, hoa thơm. Cây lá xếp nhá. Em bán là 120.000 đồng một chậu. 120.000 một cây. Quế tháng 4, hàng của Thái. Cây lá xếp nhiều cặp lá, 120.000 thôi. Đấy, giá bình thường cũng 150 rồi. Ngoài ra thì em còn một cái loại size đai châu Thái nữa. Cái loại này size nhỏ hơn. Giá cũ 170, hôm nay em bán cái loại này là 130.000 một chậu nhá. Cây này nó sẽ nhỏ hơn, cái loại 180 đang giảm giá. Đấy, cây size bé hơn, còn lấy một cặp là 250 nhá. 250 sẽ được một cặp đai châu Thái. Đen rô xuân nở hoa vào dịp mùa xuân. Và những chậu đen rô xuân này ấy, hàng này là hàng trồng thuần rồi. Hàng trồng thuần rồi, tức là các bác về các bác chỉ việc treo lên thôi. Và nếu các bác mua cái hàng cốc thời điểm Tết ấy, một cái chậu đen rô xuân nó chỉ có là một thân thôi, hai thân, ba thân chẳng hạn, đã rơi từ 150 đến 180 rồi. Hôm nay chậu của em nó cũng nhiều thân này và thân nó rất là mập đấy. Một chậu này hôm nay em giảm giá cho các bác 180.000 đồng một chậu đen rô xuân nhé. 180.000 một chậu đen rô xuân. Đấy. Trong chậu cũng khá là nhiều thân và đặc biệt là hàng thuần tại Việt Nam. Nó rất là khỏe. Hôm nay em có về một lô hạc vĩ thiên cung. Hạc vĩ thiên cung này thì gốc của nó nhiều thân và thân nó dài. Hạc vĩ hoa của nó màu tím đậm nhá. Đấy, cây của nó đang đi mầm đẹp chưa? 90.000 đồng một cốc hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố, hàng này là 90.000 đồng một cốc. Em có cả loại size to hơn. Và đây là loại size to hơn này các bác này. Size to hơn thì cây của nó trồng chậu to hơn và thứ hai là nó mầm nó dài hơn. Đấy, loại này thì em bán là 150.000 đồng một chậu. Đấy, giá bình thường 180, hôm nay cũng còn vài chậu em bán 150 thôi. Đấy, loại size hạc vĩ thiên cung có hai size nhá. Size hàng chậu là 150, size hàng cốc là 90.000. Và đây là những cái cốc giả hạc hoa hồng đỏ ạ. Đấy, những cốc giả hạc hoa hồng đỏ thì bình thường vẫn giá hơn 100.000, hôm nay em cũng bán 90.000 đồng một giò nhá, nhiều mầm. Tuy nhiên là hàng này hàng giống nên là các bác lưu ý là nó cũng chỉ ngắn này thôi. Ngoài thị trường người ta còn bán theo từng ki này,
bán ra là tầm 20 đến 30 nghìn một ki. Nhưng cốc của nhà em cũng rất là nhiều đầu, em bán chỉ có 90 nghìn một chậu. Các bác mua là được rồi, rất là nhiều. Đây, cái hoa của nó vừa rồi nó vừa tàn hoa. Hoa màu đỏ 90 nghìn. Tiếp đến phi điệp giống ạ. Phi điệp giống thì nhà em có những hàng gieo hạt của những vùng miền như sau. Các bác lưu ý là hàng gieo hạt thì tức là mình vẫn phải bắt mặt hoa sổ số nhé. Còn để chuẩn chỉnh luôn như mặt hoa mẹ thì người ta đã bán theo hàng ki rồi, tính theo centi rồi. Đấy, nhà em có loại như sau. Thứ nhất là dòng 5 cành tráng HO. Đấy, thân của nó xanh và rất là sạch. Loại này là 35.000 đồng một cốc. Tiếp theo là 5 cành tráng Phú Thọ ạ. Loại này cũng 35.000 đồng một cốc nhé. 5 cành tráng Hải Dương cũng 35.000 đồng một cốc ạ. Và riêng dòng phi điệp giống này cứ mua 10 cốc em bao ship đến tận nhà các bác nhé. Tiếp đến là phi điệp ma bó. Đây những cốc phi điệp ma bó có những thân thì nó thắt ngọn này, có những thân đang đi ngọn ạ, cũng 35.000 đồng một cốc. Dưới đây là phi điệp núi chúa, cũng 35.000 đồng một cốc ạ, 35.000 đồng một cốc. Đây ma bó núi chúa có rất là nhiều. Và tiếp theo nữa có cả hồng yên thủy đó. Hồng yên thủy cũng 35.000, hồng minh châu đó, hình như là để sạp bên kia. Tổng cộng những dòng phi điệp giống này cứ mua 10 cốc để em bao ship nhé. Những cốc nù ta ly hàng gieo hạt. Đây ạ, những cốc nù ta ly hàng gieo hạt này thì em bán 80.000 đồng một cốc. Đấy, 80.000 đồng một cốc. Đấy, có ki rất là dài, có ki đang lên ki ở trên thân luôn. Đấy, hôm nay tất cả mặt hàng đều được giảm giá rất là nhiều, rất là sâu. Và bên đây là châu như F2 ạ. Hàng này thì trong lô vừa rồi sổ ra cũng rất là nhiều mặt hoa bẹt ạ. Châu như F2 hôm nay em cũng giảm giá cho mọi người với giá là 70.000 đồng một cốc nhá. Châu như F2 các bác mua 3 cốc, em tính cho mọi người 200.000 sẽ được 3 cốc châu như F2. Giá giảm rất là nhiều so với giá bình thường. Còn đây là hai cái chậu vũ nữ ong vàng. Vũ nữ vàng phân nhánh đây này. Bình thường 90.000 một cốc. Bác nào lấy hai cốc này em tính cho mọi người là 150 hai cốc nhá. Bán thanh lý luôn. 150 hai cốc vũ nữ ong chúa. Vũ nữ này là vũ nữ vàng phân nhánh. Giả hạc Pháp ạ, giả hạc Pháp thì em cũng đang bán giảm giá như sau. Đây những cái cốc giả hạc Pháp này ngoài thị trường bán hơn 100.000 này. Nhà em đang sale cho mọi người với giá chỉ có 70.000 một cốc thôi. Và mua 3 cốc combo, 3 cốc này là 180.000 sẽ được 3 cốc giả hạc Pháp nhé. Rất là nhiều thân và rất là đẹp. Những cái chậu kim điệp xuân, hàng ngoài vườn rất là nhiều mọi người ạ. Đấy kim điệp xuân này hàng đang lên mầm nhiều này. Hàng này thì bình thường là cũng phải hơn 200.000 một giò, hàng thuần rồi. Đấy, hôm nay em giảm giá cho mọi người với giá là 170.000 đồng một giò. Này, kim điệp xuân này, hoa của nó cực kỳ là sai. 170.000 đồng một giò, kim điệp xuân nhiều thân nhé. Giá này chỉ có mua ở thời điểm này thôi. Còn thời điểm Tết các bác một chậu đang hoa này phải từ 250 trở lên. Kim điệp xuân, kim điệp xuân rất là nhiều thân. Và tiếp theo là những cái chậu hoàng phi hạc hàng thuần này. Chậu của nó siêu nhiều thân và rất là đẹp này. Hàng này Tết cũng giá cũng không phải vừa đâu. Hôm nay cũng bán sale cho các bác 180.000 một giò. Hoàng phi hạc hàng thuần. Đấy ạ, chậu của nó nhiều mầm nhiều ki, 180.000 thôi. Đấy, rất là nhiều mầm. Ngoài ra thì em có cả những cái bảng phi điệp tím hàng bảng. Đây là dòng tím xưa ấy, hoa đậm và rất là thơm nhé. Dòng này em bán 150. 150 một bảng nhiều thân. Ngoài vườn cũng treo nhiều các bác nhé. Hạc vĩ thiên công lữ bố, nhưng đây là hàng cốc giống nhỏ hơn nhé. 70.000 đồng một gốc. Có 3 loại này, em nhắc lại mà. Có 3 loại, loại 70.000 là ki nó ngắn này, loại 90.000 và loại 150.000 nhá. Đấy hạc vĩ thiên cung nữ bố hoa tím đậm luôn ạ. Đấy những cái hàng ươm ki này, hàng này các bác mà hỏi hàng kg mà chỗ nào bán thì chắc chắn là nó là hàng vĩ thường, hàng hạc vĩ, hàng rừng thôi. Hoa của nó lờ nhờ và nó không được đậm như thế này đâu ạ. Hỏa hoàng hồng ạ. Đây hôm nay em có một số những chậu hỏa hoàng hồng lấy từ trên vườn. Đây là cái này, cái hàng hôm trước lấy về nó hơi bị mất nước một chút, nên là hôm nay em đã thuần và nó khỏe lên rất là nhiều. Bán 150 một bụi thôi, 150 một bụi hỏa hoàng hồng siêu nhiều thân. Đấy, cây của nó đẹp. Hoàng nhạn ạ, một trong những cái chậu loại mà được rất là nhiều các bác quan tâm, hoàng nhạn. Đây là hàng của Thái Lan và chậu đợt này của nó cũng khá là nhiều cặp lá nhé. Hoàng nhạn này thì em bán với giá là 150.000 đồng một cây thôi. Cây cũng to nhiều cặp lá, 150 một cây. Và bên đây là những cái chậu đai châu lai. Nó có cả dòng đai châu đỏ lai và hồng lai, nhưng mà hiện tại đang lẫn hết lộn hết của nhau. Đấy, hôm trước em bán một chậu cây to này là 200. Hôm nay em sale giảm giá cho mọi người cái mùa này là 150.000 một chậu đai châu lai nhá. 150.000 một chậu. Còn tiếp theo đây là những chậu cù lao minh. Đấy, vừa rồi cũng đã qua mùa hoa.
Em bán 150 một chậu nhá. Lúc còn hoa là hơn 200 nghìn đấy. Đấy, cù Long Minh với bộ rễ gió rất là dài này, em bán 150 nghìn. Cát hồng Giáng sinh bụi lớn này, cát này hôm trước bán 180 một bụi, hôm nay em sale cho mọi người với giá 150 nghìn một cát hồng Giáng sinh. Loại này bông to và bụi to, bụi lớn, với giá chỉ có 150 thôi. Đây là dòng cát một lá. Tiếp theo đen rô nắng nhá. Chương trình sale hôm nay sẽ là 200.000, các bác sẽ mua được 3 cây đen rô nắng. Còn nếu các bác mua lẻ là 7.000 một cốc nhá. Đấy, em sale ngày hôm nay bởi vì lô đen rô nắng nhà em cũng bán nhiều và số lượng bây giờ nó còn ít đấy. Giá này là giá cực kỳ là ưu đãi rồi. Bình thường các bác biết là mua một cây đen rô nắng nó phải từ 80.000 trở lên, mà mua 3 cây là 240 đúng không? Hôm nay 3 cây chỉ có giá là 200.000. Bên em giảm giá kịch sàn đối với dòng đen rô nắng để em nhập lô hàng mới nhá. Các bác mua trước thì cũng thông cảm bởi vì những cái hàng nhập trước cũng đã lựa rồi. Còn bây giờ thì cây của nó còn lại, mỗi lô nó còn một ít thì em giảm giá nốt cho khách hàng, những ai yêu thích cái dòng này. Và hàng nắng này các bác ạ, hoa nó bền, chơi hoa quanh năm và độ bền hoa đến tận 2 tháng cơ. Hoa quanh năm, nhiều bác thì mua loại này có thể là kích hoa chơi Tết được. Em sẽ báo giá từng loại như sau. Em xin lỗi, là những cái loại mà loại giá là 80.000 thì còn là 200.000 ba cây. Còn những loại giá như là những cái dòng 120.000 thì em chỉ giảm cho 10.000 một cây thôi nhé. Đây ạ, đầu tiên đó chính là Siratong. Loại này thì hoa rất là đẹp, 80.000 đồng một cây. Đây là dòng nắng mới về ạ, mầm miếc lên rất là khỏe này, 80.000 đồng một chậu Siratong. Tiếp theo bên đây đó chính là thỏ hồng ạ. Những cái cốc thỏ hồng này, mướt đẹp này, với giá là 80.000 đồng một chậu thỏ hồng. Bò nâu cũng 80.000 đồng một cây, chậu nhiều thân. À quên, em xin lỗi nhá, em đọc lại một giá là tất cả đều 70.000 một cây. 70.000 một cây là đã giảm giá rồi đấy ạ. Bình thường mua 10 cây mới được giảm 70.000, hôm nay mua 1 cây cũng được giảm 70.000 rồi. Đấy, đây là thỏ bò nâu 70.000 một cốc. Đấy, Hiroshi cũng 70.000 đồng một cốc nhá. 200.000 được 3 cốc, bất kỳ các bác có thể mua bông hoa của nó đây. Đây là Hiroshi nhá, 70.000 một cốc. Banana cũng 70.000 đồng gốc. Hàng này thân lùn và dòng hoa thơm nổi tiếng. Móng rồng ạ, 70.000 đồng gốc móng rồng, cũng chỉ còn tầm 5-6 gốc thôi. Ba lưỡi hồng còn một gốc này, cũng 70.000 đồng một gốc, ba lưỡi hồng. Big Red hoa màu tím, màu đỏ đậm, Big Red cánh xoắn này, 70.000 đồng một gốc. Thỏ xưa cũng 70.000 đồng một gốc, và ba gốc là 200.000 được ba gốc ạ. Dendro măng cụt còn một gốc, 70.000. Hoán long hoa màu đỏ cánh xoắn cũng 70.000 đồng một cốc. Loại này thì thân nó lùn nhá. Dendro lá biên phát tài, những cái cây lá kẻ phát tài này, giá bình thường một cốc này là 120.000, hôm nay em sale cho mọi người giá 101. Đấy, cây lá biên phát tài, và loại này biên cả lá và biên cả mặt hoa cơ. Sale giảm giá rất là đẹp, rất là rẻ nhá. Huyết long đỏ cũng 70.000. Huyết long này em cũng còn nhiều nhưng em để ở vườn, 70.000 một cốc. Chốp Enobi ạ, chốp Enobi nhá. Hàng này có một số cây nhú vòi, một số cây chưa, nhưng mà mầm gốc cũng đang lên này. Loại này hôm trước bán 120 thì hôm nay em cũng sale cho mọi người với giá 101 một cây. 101 một cây chốp Enobi ạ. Phía dưới đây có một số loại như là nắng Kaji này, cây cao to này, cũng 70.000 một cây thôi, nắng Kaji. Tiếp theo là Chararet, hoa của nó màu tím đậm, cũng 70.000 một chậu. Đây là nắng Kaji này. Tiếp theo nữa đó chính là cây người đẹp châu Phi cũng 70.000 đồng một chậu. Cây vàng tia cũng 70.000. Vàng tia, cây đỏ tím cũng 70.000 một chậu. Cây vàng mai cũng 70.000 đồng một chậu. Vàng chanh cũng 70.000 đồng một cốc. Rồng đỏ cũng 70.000 một cốc. Ngọc trai đen cũng 70.000. Đó, toàn bộ những dòng Dendro, những loại 80.000 ngày hôm nay đều được sale còn 70.000 một cốc. Và mua 200.000 sẽ được 3 cốc Dendro nhá. Giá rẻ cực kỳ là bất ngờ luôn. Và ngày hôm nay em sẽ sale cho đến khi hết hàng để em nhập lô hàng mới ạ. Em có cái lô Ki Phi Điệp Đu Ngọn ạ. Em gọi đây là lô L3 này, 130.000 này. Đấy, gồm 4 Ki. Hàng là hàng của Lâm Đồng nhá. Hàng Phi Điệp Đu Ngọn ở Lâm Đồng. L5 này 130.000. Đây là Ki năm nhất thôi. Đấy, ươm từ Ki ra 2, 4, 5 Ki. Tiếp theo L1 100.000 4 Ki. Và L4 170.000 2, 4, 5 Ki, nó dài hơn. Đấy. Em có một số những chậu Châu Như và Di Linh Xuân. Em bán 100.000 đồng một chậu. Ngày xưa bình thường là bán 120 đấy. Hôm nay em thanh lý 100.000 đồng một chậu, hàng gieo hạt nhá. Châu Như và Di Linh Xuân, hàng gieo hạt 100.000.
Em có hai cái giò phi điệp tím hàng thuần này. Cái giò này em gọi là giò số 1 này. Giò này mắt rất là đậm và đẹp này. Giò này thì một thân, một chậu của nó thì nhiều thân. Đấy, bông hoa của nó đây. Đấy, chậu này em bán 400.000 một giò nhé. 400.000 một giò phi điệp này. Đấy, bông hoa mắt đậm. Còn chậu này là chậu số 2 này. Đấy, chậu này thì mắt sức hơn. Đấy, nở hoa bói trên đầu ngọn. Và chậu này cũng rất là nhiều mầm gốc. Cũng 400.000, 2, 4, tổng là 6 thân. Cả mầm gốc, cả đang hoa. Chấp Mỹ hàng ươm ki. Em có giò này là giò B6 320.000. Đấy, B6 320. Nói chung là chấp Mỹ sẽ dao động từ 250 đến 350 một chậu. Rất là nhiều thân. Đợt này hàng ươm ki và nó rẻ hơn. Bình thường một thân chấp Mỹ này nó phải từ 350 rồi. Lô này em nhập một chậu từ 2 đến 3, 4 thân mới có chỉ từ 250 đến 350 thôi. Các bác muốn lấy chậu tầm khoảng bao nhiêu thì em sẽ lựa cho mọi người và em chụp hình qua Zalo nhé. Còn tiếp tục đối với cát, ngày hôm nay em siêu ưu đãi với các bác. Cát chỉ có 100.000 một giò. Đấy, cát hôm nay thanh lý giá lỗ luôn ấy để em nhập cái lô hàng mới. Đấy, cát này 100.000 đồng một giò nhá. Giá bình thường là 130.000 các bác. Hôm nay em xả giá sốc cho mọi người với giá 100.000 đồng một giò. Và loại này hiện tại đang có hơn 14 mặt hoa. Các bác muốn chi tiết mặt hoa em sẽ gửi qua Zalo. Còn nếu không, các bác muốn lấy cái màu xanh lưỡi hồng này, xanh cốm này, hay là trắng lưỡi nhung, hay màu đỏ cam, cát ngũ sắc, vàng lưỡi đỏ. Đấy, rất là nhiều mặt hàng hoa cát khác nhau. Cát trắng, cát vàng, cát hồng cũng có. Cái này là hàng cát tem có mặt hoa và hàng lẻ cát một lá. Giá hôm nay sale sốc mà 100.000 đồng một bụi cát. Đấy, tùy từng màu thì cái số lượng thân trong một bụi nó sẽ khác nhau. Sẽ nhặt cho bác những chậu đẹp, còn những chậu nào xấu em sẽ thanh lý sau. Giá 100.000 là giá giảm rất là nhiều so với giá bình thường em bán rồi ạ. Địa lan ngũ sắc ạ. Loại này thì em bán là 10.000 đồng một củ nhá. Loại củ ở đâu nhỉ? Loại củ to. Loại củ to là 10.000 đồng. Còn cái loại củ nhỏ hơn là 5.000 đồng một củ. Đây là loại củ to này. Dòng này hoa của nó rất là đẹp. Đây, loại củ nhỏ là 5.000 đồng một củ. Hoa đẹp và rất là sai hoa. 5 cánh trắng họng hồng ạ. A4 330.000 4 thân. A9 400.000. Giò này được 2 4 6 thân và một ki nhỏ là tổng được 7 thân này. A17 310.000 đồng 4 thân. Tiếp theo là A14 280.000 3 thân. Đây là A14 đây, 230.000 được 2 thân này. A16 280.000 được 2 thân dài. Và đây cuối cùng là A20 240.000 được 4 thân. Tất cả những dòng họng hồng này em đang bán giảm giá. Giá bình thường thị trường ít nhất một thân dài một gang tay này đã từ 130 đến 150. Chậu nhà em to đẹp, thậm chí có những cái thân nó dài tầm 2-3 gang cơ. Tết một thân này các bác phải mua với giá là 250 một thân đấy ạ. Rồi, em điểm qua sơ sơ một số mặt hàng trong phiên buổi chiều hôm nay. Và tối nay hẹn các bác vẫn tiếp tục livestream bán hàng nhé.